Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Như chúng ta đã biết thì một thời gian nữa thì bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus sẽ được Apple chính thức cho ra mắt. Về nay thì đang có rất nhiều những cái tin đồn liên quan đến mẫu smartphone này. Bản thân mình thì cũng đã làm rất nhiều video tổng hợp lại những cái tin đồn liên quan đến iPhone 7 rồi. Nhưng mà có một điều là khi mà mình tổng hợp lại những cái thông tin đó thì mình chợt nhận ra là có một vài điểm nó không hợp lý. Và mình nghĩ rằng là nếu mà Apple tiếp tục duy trì những cái điểm này thì có thể rằng iPhone 7 sẽ biến Apple trở thành một Nokia thứ hai. Nó có thể nói các bạn không tin nhưng mà chúng ta hãy cùng phân tích với nhau trong số S-Vlog lần này nhé. Cái chuyện đầu tiên mình muốn nói tới đó là về thiết kế. Hiện nay thì các bạn có thể tìm trên mạng 3 thứ để có thể chứng minh một điều rằng là thiết kế của iPhone 7 sẽ hao giống như là thiết kế của iPhone 6 hoặc là 6S. Thứ nhất là hình ảnh render, thứ hai là hình ảnh thực tế và thứ ba là câu chuyện về cái ốp của iPhone 7. Hình ảnh render và hình ảnh thực tế thì các bạn hoàn toàn có thể Google ở trên mạng rồi, cái đấy thì là không quá khó khăn cho chúng ta. Nhưng mà có một cái chuyện nữa thì có thể nhiều bạn chưa biết, đó chính là ốp của iPhone 7 có thể lắp vừa với chiếc iPhone 6 hoặc chiếc iPhone 6S. Bất ngờ đúng không? Tức là về cơ bản cái thiết kế của iPhone 7 nó cũng sẽ có một cái cạnh bo tròn các thứ rồi, mặt sau nó cũng có rãnh nhựa giống như là iPhone 6 và 6S. À, nhắc cái rãnh nhựa mình nhớ. Các bạn biết rằng là cái rãnh nhựa trên iPhone 6 và 6S đã bị kêu rất nhiều là vô duyên và phá đi toàn bộ cái vẻ đẹp sang trọng của iPhone đúng không? Và mình nghĩ rằng là Apple cũng đã nhận ra điều này và họ đã quyết định thay đổi nó bằng việc bỏ cái rãnh ngang đi và giữ cái rãnh vắt lên trên cùng cái rãnh cạnh. Các bạn hình dung nó đã xấu thế nào rồi đúng không? Bình thường thì với mình thì thà giữ lại cái rãnh ngang còn hơn và bỏ những cái chỗ còn lại đi, nhưng mà Apple đây có vẻ như họ đã quyết định làm ngược lại để tạo ra một cái xu thế mới. Nhưng mà cái điều này thì nó không hợp lý lắm, bởi vì rõ ràng là nếu mà bỏ cái rãnh ngang và giữ nguyên cái rãnh vắt lên trên thì nó cực kỳ xấu ấy. Các bạn xem ảnh render thì biết. Bản thân Apple thì đã có một cái bằng sáng chế về một cái chất liệu kim loại sẽ cho phép sóng điện từ đi qua chất liệu kim loại đó, và Apple có thể hoàn toàn làm được một chiếc điện thoại kim loại nguyên khối đúng nghĩa. Thế nhưng mà Apple hiện tại vẫn chưa áp dụng cái bằng sáng chế này, và cuối cùng cái chiếc điện thoại kim loại nguyên khối đầu tiên mà không có rãnh nhựa là thuộc về Zenfone 3 Deluxe. Nhiều người thì nói rằng là rãnh nhựa thì làm sao, đeo ốp vào là được đúng không? Nhưng mà với nhiều người thì không thích dùng ốp, ví dụ như mình này, mình có thích dùng ốp đâu. Vừa bóc cái xước mẹ thôi. Gần đây thì mình có đọc một cái thông tin nữa về cái chuyện vòng đời thiết kế của Apple. Nhiều người cho rằng là với cái thị trường bão hòa như thế này thì Apple đã quyết định tăng vòng đời thiết kế của mình từ 2 năm lên thành 3 năm. Rõ ràng đây là một cái việc đã phá vỡ đi truyền thống 2 năm thay đổi thiết kế một lần của Apple. Điều này thì mình tạm thời chưa đánh giá là nó tốt hay là nó xấu, bởi vì là thực ra thì đúng là bây giờ là thị trường đang bão hòa cả về thiết kế vẫn lẫn cấu hình rồi, và để tạo ra một điều đột phá thì rất là khó. Và bây giờ quay lại cái chuyện mà tốt và xấu, mình chỉ lấy hai ví dụ thôi. Ví dụ xấu, HTC One M7, M8 và M9. Và ví dụ tốt, một sự kiện đã xảy ra vào năm 2007 đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của người trẻ Việt Nam về chuyện sách trước hôn nhân. Vấn đề thứ hai đó chính là việc loại bỏ đi sát tai nghe 3.5mm. Cái chuyện này thì hiện nay đang có khá là nhiều tranh cãi, bởi vì là có một hình ảnh của một cái ốp của iPhone 7 sản xuất tại Trung Quốc thì nó không có bất cứ cái chỗ nào để chúng ta đút cái tai nghe 3.5mm vào cả. Và hơn nữa thì những hình render gần đây thì cho thấy là cũng không có giác tai nghe 3.5mm luôn. Thế nhưng mà trước đấy một thời gian nữa thì người ta lại lộ ra một cái linh kiện của iPhone 7 lại có giác tai nghe 3.5mm. Thế nên là chuyện này thì vẫn chưa được sự rõ ràng là liệu iPhone có loại bỏ cái giác tai nghe này hay không. Nhưng mà mình cá với các bạn là 80% thì Apple sẽ bỏ đi cái giác tai nghe này. Bởi vì sao? Apple có giải thích là mục đích của họ là họ muốn làm chiếc iPhone mỏng hơn, cũng như là họ muốn sử dụng công nghệ âm thanh mới của Beats Audio lên dòng tai nghe mới của iPhone chẳng hạn. Thế nhưng là khi mà mình nghe đến cái điều này thì mình chỉ nghĩ đến đúng một thứ thôi, đó là Apple có vẻ như càng ngày càng muốn độc quyền mọi thứ và càng ngày càng muốn moi thêm tiền của người dùng. Thứ nhất là bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng nếu như các bạn mua một chiếc iPhone 7 mà các bạn làm mất tai nghe của nó thì các bạn rõ ràng chỉ có thể mua lại tai nghe iPhone đúng không? Và nếu như mà các bạn là một fan của hãng tai nghe khác, ví dụ fan của tai nghe Sony hoặc là fan của tai nghe Sennheiser chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải mua thêm một cái cổng chuyển nữa, và mình chắc chắn một điều rằng là cái giá nó sẽ không rẻ một tí nào. Hình ảnh của cái bộ chuyển từ cổng Lightning sang tai nghe 3.5mm thì các bạn hoàn toàn có thể Google ở trên mạng rồi. Và có cả một cái hình ảnh của một cái tai nghe được sản xuất bởi một hãng Trung Quốc nào đó, mình cũng không nhớ tên lắm, là nó không sử dụng cái đầu chuẩn 3.5 nữa mà lại sử dụng cổng Lightning. Thế nên là những cái sự kiện vừa rồi nếu chúng ta sâu chuỗi lại ấy, thì có khả năng cao là Apple iPhone 7 sẽ không có giác tai nghe 3.5mm, và mình tin rằng là nhiều iFan sẽ không thể thích cái điều này một chút nào. Thứ ba mình muốn nói đến đó chính là hệ điều hành iOS. Nhiều bạn chắc đang thắc mắc là iOS thì có vấn đề gì? iOS ổn mà, iOS mượt mà. Và sự thật thì đúng là như thế, nó rất là mượt, nó rất là ổn định đúng không? Và nó là thứ vũ khí mạnh nhất của iPhone bây giờ để giúp iPhone có đạt một số lượng fan đông đảo và trung thành như vậy. Bởi vì sao? Mình thử liệt kê một vài cái điểm tốt của iOS nhá. Thứ nhất là tương thích giữa phần mềm và phần cứng này, nhanh này, mượt này,
nhẹ nhàng này, hệ sinh thái ứng dụng phong phú và có tính tương thích cao này. Đó là những cái điểm đã giúp cho iOS có một lượng fan trung thành và khủng bố đến như vậy. Thế nhưng mà có một điều mà mình sắp nói ra đây, liệu các bạn có tin hay không? Đó chính là iOS 9 trừ cái phiên bản 9.0 này và 9.3.1 trở đi là cái hệ điều hành iOS tệ nhất chúng ta được sử dụng không? Đây để mình chứng minh cho các bạn nhé. Hiện nay thì mình đang sử dụng iPhone 6s Plus. Đây là một cái mẫu máy gần như là mạnh nhất của nhà iPhone bây giờ đúng không? Sau mỗi cái SE thôi. Thế nhưng mà việc lên iOS 9 thì nó đem lại cho mình một cái trải nghiệm ok, vẫn rất nhanh và mượt và các ứng dụng thì vẫn rất là ok. Thế nhưng mà tần suất của giật và lag xuất hiện rất là nhiều và thường xuyên xảy ra lỗi ứng dụng. Ví dụ như là lỗi ứng dụng tin nhắn này đang nhắn dở nhưng nó thoát ra ngoài, lỗi ứng dụng Facebook cũng thoát ra ngoài luôn, YouTube không load được. Rất nhiều lỗi vặt đã xảy ra trên hệ điều hành iOS này và nó ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm người dùng. Một thứ mà từ trước đến giờ iOS không bao giờ có. Và mẫu iPhone 7 mới thì mình tin rằng là Apple sẽ cho chạy cái hệ điều hành iOS 10 mới. Và mình nghĩ là nếu mà Apple không muốn giống như là Nokia ấy, thì cái hệ điều hành iOS 10 này nó nên mượt và ổn định như là thời iOS 6. Vấn đề thứ tư đó là về cái chuyện những tính năng đột phá trên mẫu iPhone mới. Nghe thì có vẻ vô lý, đột phá thì sao, đột phá thì tốt mà, đột phá sẽ thu hút được nhiều người hơn đúng không? Nhưng mà cái mình muốn nói đây là cái sự đột phá nó phải vượt trội hơn hẳn, chứ không phải là đột phá cái kiểu iPhone 6s. Đây để mình giải thích cho các bạn. Trước khi mình sử dụng chiếc iPhone 6s Plus này thì mình sử dụng chiếc iPhone 6 Plus. Và sau khi mà mình mua và mình sử dụng chiếc iPhone 6s Plus thì mình nhận ra một điều rằng là ngoài cái việc nó chạy nhanh hơn, đa nhiệm tốt hơn, chụp ảnh thì đẹp hơn, còn lại thì không khác gì một chiếc iPhone 6 Plus. Mẫu điện thoại sau mà có hiệu năng tốt hơn hoặc là camera tốt hơn là một điều hiển nhiên rồi, cái đấy là bắt buộc phải có, nhưng cái này chúng ta không tính tới trong phần tính năng đột phá. Vậy thì hãy cùng với nhau điểm lại những cái điểm đột phá cho iPhone 6s nào. Chúng ta có khả năng quay phim 4K, cái điều này thì các máy Android làm từ rất lâu rồi. Chúng ta có Live Photo và chúng ta có 3D Touch. Cái quay phim 4K thì mình không nói gì rồi, tạm bỏ qua một bên. Còn là Live Photo và 3D Touch. Mình hỏi thật lòng những các bạn đang sử dụng iPhone 6s nhé. Các bạn có bao giờ sử dụng hai cái tính năng này không? Mình không. Live Photo thì là một thứ đã xuất hiện trên máy Android lâu rồi. Cái này cũng giống như là khả năng quay phim 4K ấy. Những cái tính năng mà xuất hiện trên iPhone thì thường là sẵn có trước trên Android ấy, thì đấy là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có một điều thì thường là iPhone sẽ mang lại cái trải nghiệm người dùng tốt hơn. Không ý gì chê các bạn fan Android đâu nhá, nhưng mà sự thật là như vậy. Thế nhưng mà lần này cái Live Photo thì nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nó chỉ đơn giản là chụp một cái tấm ảnh động và nó là công cụ để biểu diễn khả năng 3D Touch, mà một thứ mà chẳng ai dùng bởi vì có rất ít ứng dụng đang hỗ trợ cái 3D Touch này. Nói chung những cái tính năng mà được gọi là đột phá cho iPhone 6s thì nó chưa thực sự thu hút người dùng và nó chưa được sử dụng một cách rộng rãi, nếu không muốn nói rằng là phần lớn mọi người sẽ không sử dụng nó. Mình tin là như vậy. Cái cuối cùng mình muốn đề cập đó chính là về chất lượng gia công. Thật ra cái này thì nó đã xảy ra cho iPhone 6s rồi, các bạn hoàn toàn có thể xem lại cái video chuyện iPhone 6s bị chóc sơn mặc dù đã ốp rồi dán cường lực các thứ đầy đủ. Cái nguyên nhân của sự việc này đó là việc Apple có một cái gia công không tốt trên chất liệu nhôm 7000 series, nó đã xảy ra cái việc chóc sơn này. Chính xác là nó không thể chấp nhận được bởi vì là iPhone là một mẫu máy flagship với mức giá trên trời. Cái đây chắc chắn là như vậy. Nhưng mà chúng ta nhận lại được một chiếc máy với chất gia công tồi thì một điều đó là không thể thông cảm được. Và iPhone 7 được ra mắt thì mình nghĩ rằng nó vẫn sẽ sử dụng chất liệu nhôm 7000 series thôi. Và mình mong rằng Apple sẽ tìm ra cái giải pháp để hạn chế cái việc chóc sơn này. Nếu không thì chắc chắn là danh tiếng của iPhone sẽ đi xuống một cách thảm hại. Và đó là tất cả những vấn đề mà hiện tại mình nghĩ rằng nếu Apple không thay đổi hoặc là tiếp tục làm thì có thể sẽ dẫn đến việc giảm thiểu cái danh tiếng của iPhone xuống. Thật ra mình làm video này không phải để dìm hàng tất cả những iFan đâu, bởi vì bản thân mình cũng là một người rất thích sử dụng các sản phẩm của đến từ Apple. Các bạn có thể nhìn thấy trên bàn là các bạn đủ hiểu rồi đấy. Đây cũng chỉ là ý kiến đóng góp của mình và đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi. Mình muốn nêu ra cho các bạn và chúng ta hãy cùng nhau tranh luận ở phần comment bên dưới nhá. Chứ mình không có nhu cầu thể hiện quyền lực gì đâu. Còn đến đây thì chắc là mình phải chuẩn bị chào các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ channel của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.